Alo.
Các em mà để tôi điểm danh nha. Tấn An, Dạ có ạ. Quang Bảo, Có thầy ơi. Út Bảo, Trần Quốc Bảo, Thái Bảo, Dạ có thầy ơi. Quang Đại. Dạ có em thầy. Dạ thầy Anh ơi, Trần Quốc Đại. Bảo có thầy ơi. Dạ có em Anh Đại Đạt có chứ. thầy. Dạ. Kim Điền. Dạ. Dạ có thầy. Văn Điền, Văn Điền. Dạ có thầy. Văn Đồng. Dạ có thầy. Duy Đức. Dạ có Tử Dung. Dạ có thầy. Văn Hạ. Dạ có thầy. Anh Hải. Có thầy. Ngọc Hùng. Dạ có ạ. Anh Hưng. Dạ có rồi. Văn Hưng. Nguyễn Văn Hưng. Phi Huy. Dạ có thầy ơi. Trọng Khang. Dạ có thầy. Tuấn Kiệt. Dạ có thầy. Thanh Lâm. Dạ có thầy. Tủ Lâm. Anh Lợi. Dạ có. Tuân Luân. Dạ có thầy. Bình Mạnh. Dạ có em thầy. Văn Nam. Dạ có ạ. Đức Nam. Hoài Nam. Có này. Phương Nam. Dạ có. Trọng Nhân. Dạ có em thầy. Văn Phi. Dạ có thầy ơi. Vĩnh Phúc. Thanh Sang. Dạ có thầy ơi. Có không? Tuyết Sơn. Ngọc Thạch. Dạ có thầy. Văn Thái. Minh Thái. Công Thắng. Dạ có thầy. Chí Thắng. Phú Thịnh. Dạ có Minh Thông. Dạ có thầy ơi. Văn Thuận. Minh Thức. Lê Tiễn. Dạ có thầy. Bảo Toàn. Có thầy. Văn Kinh. Duy Trường. Nhật Trường. Dạ có thầy. Văn Minh Văn. Dạ có thầy. Trí Viễn. Canh Vượng. Dạ biển có thầy. Vượng có đúng không? Em coi trên màn hình có ai thiếu tên không? Dạ em Dạ thầy thích ơi, có mấy bạn thầy em có thầy ơi. tên gì? Lê Văn Tú thầy ơi. Em Em bị Trần Quốc rớt Bảo mạng. thầy ơi. Trần Quốc Bảo cũng có thầy. Chí Viễn có nha thầy. Bảo. Trần Chị Quốc nước Bảo. Nam nữa nha thầy. Quốc Bảo Trần hả? Quốc Bảo thầy. Rồi. Nào Bạn nữa? Minh Thái thầy ơi, bạn Minh Thái bị hư thầy ơi. Bạn Minh Thái mới bị hư thầy à? Rồi rồi. Nguyễn Đức Nam thầy ơi. Sao? Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Đức Nam thầy. Em Võ Thành Đạt tôi có thầy ơi. Gì? Võ Thành Đạt thầy. Bọn đã có nè. Dạ. Cảm ơn thầy. Nguyễn Văn Hưng vắng nè. Hữu Lâm vắng nè. Vĩnh Phúc vắng nè. Viết Sơn vắng nè. Minh Thái vắng nè. Thầy có thầy, thầy ơi thầy, tên Minh Minh Thái. Minh Thái có thầy ư? Minh Thái có hả? À? Dạ có, Dạ bạn nó có bị mít bà bị hư nhận á. mấy tin nhắn đó thầy, bà nhận mấy tin nhắn. Chí Chí Thắng vắng nè. Văn Thuận vắng nè. Minh Thức vắng nè. Văn Thịnh, Văn Trinh vắng nè.
Duy Trường vắng, Danh Vượng vắng, rồi coi ở đây bao nhiêu người đây, 51 trừ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 51 trừ 7 là phải còn 44. Rồi. Không. Không. Có cái gì đó nó quá là thực tế lắm, đại loại là một pha biểu diễn để thể hiện rằng đây là một chàng trai trẻ và tay to chứ không phải là đơn giản. Dạ. Mình học môn này là đâu có tất cả là 11 buổi, với lại một tiết nữa. Này, người chơi có vẻ như là 2, 3, 4, 5, 6. Thậm chí là chúng ta có thể thấy như là cái sự chọn Yali này là sự lựa chọn phất bích. Những cái tình huống, những cái sổ đồng đánh. 10, 1, 2, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi. Bữa nay bữa đầu tiên đó, nó lượm gùm bữa sau á, thì các em đăng nhập vô là lúc 6 giờ, nhưng mà 6 rưỡi thì mình sẽ bắt đầu. Là mình sẽ điểm danh rất nhanh. Ai 6 giờ đó coi như vắng nha. Rưỡi bắt đầu. Thì có nhiều người làm việc trễ này nọ lum á thì... Đó. Dạ, ủa, tức là hôm sau, tức là hôm sau giờ mới vào em thì sao em thì em có việc em vào trả chi thôi. Tên gì? Em tên Thức rồi, Đạo Minh Thức. Rồi. Rồi. Cảm ơn thầy. Rồi. Dạ thầy ơi, à, tức là sau này là các buổi học sau là các em phải mọi người phải tự tạo một cái Google Meet rồi gửi link cho thầy đúng không thầy? Thì có ai đó lớp trưởng sẽ làm chuyện đó. Nếu lớp trưởng không làm thì ai đó đại diện làm thì gửi lên. Thì tôi sẽ vào đó. Các em mình những người khác cũng vào luôn. Dạ thầy ơi, em mới bị lắc em vô trễ cho em điểm danh đó thầy ơi. Tên gì? Dạ Nguyễn Danh Phượng ạ, cuối danh sách ạ. Rồi. Dạ em cảm ơn thầy. Ờ, thầy ơi, em vô trễ, em tên Trần Chí Thắng thầy ơi. Tên gì? Dạ em Trần Chí Thắng. Sao gần tới 7 giờ rồi mà còn tên gì? Thắng, Trần Chí Thắng hả? Rồi. Dạ. Dạ thầy ơi, cho em có ý kiến chứ. Ờ, nói đi. Dạ, em làm 5 rưỡi đăng ca thầy, từ công ty về nhà 45 phút rồi thầy, bữa sau cho em phép đi trễ. Rồi. Thì 6 giờ rưỡi là tôi sẽ bắt đầu, thì em sẽ học trễ chút. Đúng không? Dạ, dạ rồi, cảm ơn thầy. Nha. Nhưng mà những ai được thì những ai có về nhà sớm thì phải đăng nhập vô lúc 6 giờ nha. Thì 6 giờ rưỡi thì mình sẽ bắt đầu. Cái quy trình đó là mình sẽ đăng nhập vô bên này để nhà trường kiểm tra. Đúng không? Bên cái chương trình này nè. Này á, để nhà trường kiểm tra. Coi thử ai phải đăng nhập hết vô hôm nay luôn. Các em những người nào khác, sao còn 12 người vậy? Ừ. Em nghe tôi nói không? Ủa chứ không phải là mình chỉ tham gia bên này rồi bên kia để mình bên kia thôi. Là tại bên kia là người ta nhà trường người ta theo dõi bên này nè. Hiểu chưa? Ủa dạ thầy mấy môn kia tụi em cũng học bên mét này hết mà thầy vẫn điểm danh rồi bên này hết là nộp bài tập của bên mét này hết luôn mà đúng rồi này. Nhưng mà cái này á là em cứ vô bên này và cái meeting này á là mình vẫn học. Được chưa? Còn cái thông báo tất cả mọi thứ là tôi gửi trên cái nhóm Zalo này nhé. Dạ. Tôi phải gửi tất cả mọi thứ ở trên cái nhóm Zalo này. Ủa, đúng thầy, không? Thầy ơi cho em hỏi là mình cứ vào cái link đó là được đúng thầy rồi vào bên cái này hả? Học, đúng rồi. Cái này hả? Dạ đúng rồi ạ.
link này như là nó đòi là phải là em phải có cái account của nhà trường á. Dạ. Mà cái những em khác sao không vào được hả? Dạ, nó vô nó báo cái lỗi 401 gì đó thầy. Đó. Nó kỳ gì ta? Mấy lớp kia tôi cũng vẫn dạy. Mấy tụi em vẫn đăng nhập cái link của cái trang code của trường mà vô nó báo cái lỗi 401 gì đó thầy. Thì có thể thì tí hồi vô lại nhà trường nó theo dõi nha. Nhà trường theo dõi cái này. Rồi mình sẽ học trên cái mic. Mic này thì có ai đó có ai đó tạo ra thì tôi sẽ vô rồi mọi người sẽ vô học lớp đó, đúng không? Cái này sẽ là lớp trưởng. Nếu mà lớp trưởng vắng thì có thể ủy quyền cho ai đó để tạo một người tạo thôi. Được chưa? Thì khi tạo vậy thì mọi người ví dụ khoảng 6 giờ đó có ai tạo á, đúng không? Xong rồi tạo cái mic này nè, mọi người có ai vô sẵn trước hết đi. Được không? Dạ được thầy. Được thầy. Được rồi. Rồi các thông tin tôi sẽ gửi qua bên Zalo ha. Này nói còn cái này này để nói để nói chuyện đúng không? Rồi Zalo để mình lưu trữ sau này còn học nhiều thứ này, bài này. À, bài thống nhất như vậy nhé. Rồi. Chương trình của mình. Đó. Dạ thầy ơi, có bạn Hưng gì bạn nhắn tin xin điểm danh như vậy thầy. Dạ dạ. Rồi. Rồi như xong. Giáo trình thì mình sẽ học cái giáo trình nào? Tôi gọi share cho lớp khác. Thank you.
Cậu nhảy là lớp của em lớp nào cậu nhảy nó tiêu ta. X21 đó này, nhưng mà X19 này. Mốt rồi, nó đi đâu rồi? Để tôi coi nó đi đâu rồi. Tôi đọc tên là KCT là ra đây mà sao dễ thật. À đây. Em tải cái file về. Rồi, các em nghe tôi nói không? Dạ có ạ. Rồi, các em download cái cuốn sách này về đi. Xong chưa? Quỷ Văn Hưng. À, các em làm sao cứ chập rồi con. Một lúc là có người, lúc là có người đăng kiểu này. Nếu mà mấy người nào mà vô trễ phải không, chắc có lẽ để cuối rồi nhắc tôi được không, chứ nói vậy. Tên gì Hưng đây? Quỷ Văn Hưng. À, tôi đăng ký rồi, nãy em nó nói đó. Các em download chưa? Dạ rồi thầy. Rồi. Ở cái buổi đầu tiên này thì các em học chính là cái bằng thép. Này là bằng kết có thép. Đầu tiên thì mình sẽ học cái phần mà cơ sở thiết kế cái cấu thép. Cơ sở thiết kế cấu thép. Đó.
Rồi đây. Các em có cái cuốn tiêu chuẩn kết cấu thép 5575 chưa? Chắc chưa đúng không? Dạ, dạ chưa rồi. Rồi để tôi gửi cuốn cuốn kết cấu thép. Cuốn 2777 đây em có chưa? Tải trọng á. Chưa luôn rồi. Học bê tông mà có em học bê tông chưa? Bê tông được một buổi. Thì phải có cái cuốn tải trọng này chứ. Tiêu chuẩn về tải trọng này, 2777 là cuốn tiêu chuẩn về tải trọng này. Rồi tổng quan về thép cấu thép, đầu tiên là mình nói là vật liệu thép. Vật liệu thép thì các em đọc về cái đọc thêm cái phần vật liệu thép ở trong sách này nè. Đó thì thép này á, là nó phân thành mấy loại, thép hợp kim rồi thép rất nhiều loại thép khác nhau đúng không, nhưng mà thực sự trong ngành thép của mình á, là nó chỉ có 2-3 loại thép phổ biến thôi. Thì 2-3 loại thép đó là 2-3 loại thép nào? Trong sách thì nó nói rất là nhiều loại thép nha, là thép nào? Thép là CT34, CT38. Thì cái phần tiêu chuẩn Việt Nam đây á, gửi cho em phần là thép là tiêu chuẩn Việt Nam. Đó. CT34 ở đây là mình sẽ có cái cường độ này nè. Đó thì nói về ngành thép á thì nó có mấy cái thông số chính như sau. Thép cơ khí nó khác hay gì? Thép cơ khí là nó có nhiều cái tiêu chuẩn như là độ ma sát, độ cứng, độ lùm lùm hết. Còn thép về ngành thép á là thì các em học cái thí nghiệm về sức bền vật liệu chưa? Các em học thí nghiệm sức bền vật liệu chưa? Cái môn đó là bây giờ đang xét, cứ xét bỏ qua thầy, xét kiểm điểm bỏ qua hồi trước, hồi cao đẳng đã học môn sức bền vật liệu, đang xét qua để bỏ qua cái môn sức bền vật liệu. Thì tôi nói sơ về cái môn đó là cái môn thí nghiệm. Thí nghiệm thực ra nó có hai thí nghiệm chính. Thí nghiệm bê tông là người ta lấy cái mẫu người ta đem đi nén vậy đó đúng không, còn về thép á là người ta lấy cái mẫu người ta đem đi kéo. Khi mà em kéo á thì đây là cái biểu đồ thép này đó. Cái biểu đồ thép A36 này á là sẽ tương đương với lại cái loại ở ngoài thị trường. A36 này là sẽ tương đương với lại cái CT38 của mình ở đây, ở ngoài là thép Việt Nam này. CT34, CT38, CT42 Trung Quốc là 235 nè, 235 Q345. Thép Nhật thì có SS400 nè, SS560 nè. Mỹ thì có A36, A572 nè, A514 là những loại thép là phổ biến. Nhưng phổ biến nhất á, em ra ngoài em mua cục sắt ở ngoài á là cái loại SS400 là A36, hai cái này là tương đương với nhau. Thì tương đương với nhau là tương đương như thế này, như thế nào? Người ta khi người ta kéo á, kiếm thép á thì ở đây là biểu đồ kéo, đây là cái biến dạng, đây là cường độ.
khi em kéo á thì cường độ tăng lên tới một mức nào đó chỗ này nữa, thì cái chỗ này người ta gọi là chỗ này chảy dẻo. Chảy dẻo có nghĩa là khi em kéo tới một mức nào đó thì em không tăng lực nữa, nhưng mà cái vật liệu của em nó chảy ra, nghĩa là nó giãn ra, xong rồi nó phục hồi lại, rồi nó lên đây, thì lên cái biểu đồ phía trên này thì nó sẽ đứt, bắt đầu cường độ nó giảm, nó phá hủy chỗ trên đỉnh này, sau đó nó sẽ tới đây là nó sẽ đứt, nó phá hủy chỗ này. Như vậy cái kết cấu thép của mình nó có hai giá trị phổ biến, là cái cường độ chảy, là cường độ chảy này, ngay chỗ này cường độ chảy này, ký hiệu là Fi, đó. Còn cái cường độ ngay cái đỉnh chỗ này người ta gọi là cường độ là bền kéo, ký hiệu FC, ngay đỉnh này là cái này. Như vậy nói đến cái môn kết cấu thép của mình đó, thì nó hai giá trị này. Giá trị thứ ba nữa là cái độ giãn dài, thì độ dài ở phần khác, độ dài để biết rằng là cùng một cái biểu đồ đó nhưng mà cái độ giãn dài nó lớn thì thép nó sẽ dẻo, đúng không? Độ giãn dài nó ít đi thì nó sẽ là nó sẽ giòn đó. Thì ở mình trong học phổ biến trong chương trình của mình học là CT34 và CT38, thì Việt Nam mình tính cái CT34 có nghĩa là cường độ chảy của nó là sao, là 3400 đơn vị decanewton, còn cường độ chảy là 2100 đó. Nếu mà đổ đơn vị á, thì các em thấy nè, đơn vị người ta dùng đơn vị megapascal thì 2100 này có nghĩa là 210, còn đơn vị kilonewton này á, là mình tính là 21. Trong cái cuốn sách mình đang học á, là người ta ký hiệu đơn vị decanewton. Decanewton là tương đương với kilogram á. Decanewton là tương đương kilogram. Cái này có thể nói là sao? 3400 kilogram trên centimet vuông, đúng không? Nó tương đương mà. Đó. Hay là 2100. Nếu đơn vị tấn nó sẽ là 3 tấn 4, đúng không? 2 tấn 1 trên 1 phân vuông. Thì cái đơn vị á là em phải chú ý nè. Trong sách này đi, ở ngoài nó hay dùng đơn vị megapascal. Thì em lấy cái này em chia cho 10. Còn trong sức bền mình hay dùng á, dùng đơn vị kilo newton thì cái này phải chia cho nhiều chia cho 100 đó. Thì cái con số CT38 CT34 này á, thì cái số 34 này là để danh định cho cái cường độ đứt, bền đứt là chỗ đứt cái này, nó gọi là bền kéo á, ngay đây này. Còn trong khi đó chảy dẻo á, là như này. Bình thường người ta sử dụng để tính toán, đa số người ta sử dụng cái cường độ chảy dẻo này, trong một số trường hợp người ta dùng đến cái số này đó. Ví dụ CT38 thì cái cường độ của nó sẽ là 3 và bền kéo của nó 3800, nếu kiloton sẽ là 38, đúng không? Còn này là 2003 đó. Rồi khi mà em ra ngoài em mua cái sắt mà ở ngoài thị trường hiện tại á, thì thép là thép gì? Thép đó là thép ba thằng này nè, Q235 nè, SS400 nè, A363, cái này là tương đương với nhau, nó cùng là 2003 hết đó. Thì tiêu chuẩn Trung Quốc á, là nó dùng cái chữ 235, tức là 235 megapascal là cường độ chảy, nó làm một cái danh định. Q235 có nghĩa mình biết là cường độ chảy của 235 megapascal, nếu đơn vị này sẽ là 2350, đúng không? Còn thép tiêu chuẩn Nhật á, người ta dùng SS400, có nghĩa là cái 400 này là ở phía đuôi nè, là 400 megapascal là cái cường độ mà bền kéo của nó đó. Thì cái chỉ số này chẳng qua là cái chỉ số danh định thôi, là cái tên để mình đặt tên vậy thôi, đúng không? Tên đặt tên vậy thôi. Chứ còn ba cái loại xe đó là ba cái loại này á là tương đương nhau ha. Khi em mua sắt ở ngoài nó là ba loại này tương đương nhau. Đôi lúc thì nếu như cái miếng thép đó nó để tiêu chuẩn Trung Quốc, những đề Q235 cũng được, nếu S400 thì cũng được, ba loại thép, hoặc là A36 tiêu chuẩn Mỹ cũng được, những thép mình mua ở ngoài á. Hiện tại á, là loại thép này thép phổ biến nhất, còn những loại thép cường độ thấp hơn cũng có nhưng mà ít, ba loại thép nhớ bạn, còn cường độ cao hơn người ta dùng này, còn tiêu chuẩn Việt Nam đó là hai này. Nói đến tiêu chuẩn Việt Nam vậy thôi chứ thực ra Việt Nam nó đâu, người ta đâu có sản xuất thép đâu, chỉ ở gần đây Hòa Phát nó mới sản xuất một số cái lô thép ấy, ở Hòa Phát nó sản xuất, còn trước đây thì không có, thì không biết Hòa Phát nó sản xuất theo tiêu chuẩn nào. Tại vì khi em sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Nam bán ra nước ngoài không được,
Trung Quốc nó cũng có thể sản xuất A36 tiêu chuẩn Mỹ, S-400 tiêu chuẩn Nhật, ba cái thằng này đúng không? Còn Việt Nam mà nó sản xuất tiêu chuẩn này chắc không biết bán ai mua. Đó. Thì khi mình học cái tiêu chuẩn này, thực ra mình chỉ quan tâm đến cái cường độ chảy và cái cường độ đứt của nó thôi. Đó. Thì nói trong cuốn sách đó, thì nó ghi nhiều loại thép lắm, thép là nhiều loại. Tiêu chuẩn này rất là nhiều loại, thì các em có đây để đọc cho sau nó chúng sẽ thấy Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp, Châu Âu có nhiều loại lắm, nhưng mà phổ biến thì tôi chỉ nói những phổ biến nhất thôi. Thì nói đến vật liệu trong ngành thép này, em bao giờ em cũng nhớ cái trong đầu cái biểu đồ này. Trong cái biểu đồ này thì mình sẽ có hai số quan trọng là cường độ chảy và cường độ bền kéo. Cường độ chảy bao giờ nó cũng thấp hơn cái cường độ bền kéo, chảy rồi mới đến bền kéo, nhớ điều đó, chảy rồi để bền kéo. Và con số bền kéo chảy này là con số dùng để tính toán, thường tính toán, còn cái này vẫn dùng để tính toán trong một số trường hợp đặc biệt, người ta dùng đến cái cường độ khi cái vật liệu chịu kéo á, quan trọng cái bền kéo này, còn những số khác người ta dùng với số chảy này đó. Thì nói về đơn vị thì các em nhớ đơn vị này. Trong sách đôi lúc cũng dùng đơn vị megacan, đơn vị này, đơn vị này, ba đơn vị này thì nó trên nhau mấy số không này biết rồi. Còn trong sách mình đang học là đơn vị đề can newton trên cm vuông, đề can newton là tương đương kg. Ở ngoài đôi lúc người ta hỏi thì dùng đơn vị tấn, 2, 3, 8, 4 rồi. Đó là tổng quan về vật liệu. Rồi các em muốn thì tìm hiểu thêm thì các em đọc về vật liệu, nhưng mà nói đến thép là phải nhớ đến hai giá trị này đó. Còn thêm một độ giãn dài nữa. Thì ở đây á, đó, thì ở đây trong sách nó ghi một số cái này, CT34SN thì luôn á, nhưng mà chúng chỉ ba nhóm là CT34, CT38, CT42 và CT51. Thì em coi cái cường độ này, đúng không? Cường độ nó nằm trong khoảng này, cường độ bền kéo. Bền kéo này tức là gì vậy ta? FC đúng không ta? Đúng không? Thường người ta dùng số này, đúng không? CT38 dùng số này, thường á ta dùng số này. CT42 là con số này. CT51 đó. Còn đây dưới này là nó có độ giãn dài nè, nếu không đạt độ giãn dài này cũng không chấp nhận độ giãn dài này. Bền kéo này có phải nhắc lại cái này FC đúng không ta? Có nghe tôi nói không? Dạ đúng rồi. Rồi cái đơn vị này là tương đương đơn vị megapascal này, đúng không? Đi tên là megapascal này, megapascal này. Đó. Nếu như đơn vị đề ca newton phải thêm số 0 nữa, đơn vị kilo newton trên cm vuông thì phải bỏ đi số. Đó. Nhớ đơn vị đó, mình có mấy cái phải nhớ này, học nhớ gì trơn. Đó, đó là vật liệu. Những cái tiêu chuẩn khác là đó. Thép Hoa Kỳ nè, thép Liên Xô nè, đó, nên tiêu chuẩn châu Âu nè, S-400, 459 nè, S-5/4 nè, đó.
tùy chuẩn ở trên thị trường á, trên thị trường á thì có phổ biến hai cái này. Đó. Thì những cái phổ biến nhất ở đây là thép loại này, loại S400 là loại phổ biến đó, và chỗ này là F, Q235 đó, tiêu chuẩn Trung Quốc đó, là 235, là số 235 dựa số này nè. Còn S400 là nó quy định số này, nhưng mà cường độ nó xem nhau, ha, 245 là 235 là cường độ xem nhau. Thì hai cái này tương đương. Thì những ai đã làm về ngành thép thì sẽ biết. Đôi lúc nó làm tiêu chuẩn Mỹ. Tiêu chuẩn Mỹ này. Tiêu chuẩn Mỹ ở đây á, là tiêu chuẩn là không có cái tiêu chuẩn Mỹ này. Còn tiêu chuẩn Nga cũng khó, thì mình sẽ có ở đây là thằng A36 này, là phổ biến. A36 là tương đương nào đấy, cũng tương đương với thằng kia đó. Dưới này 345 là này thôi, đúng không? Loại thứ hai là loại 345. Đó là những loại thép. Đó. Ngoài ra mình dùng là có hai loại thép nha. Một là thép hình. Em phân biệt thép hình, thứ hai là thép tấm. Thép hình là có nghĩa là thép y, đúng không? Thép Y, thép V, thép U được, phải không? Là loại thép hình, là người ta chế tạo theo những cái tiêu chuẩn, mỗi nước có tiêu chuẩn về cái thép, mà thường thường nó có điểm chung. Ví dụ như em mua cái thép Y, thì Y đó là nó theo cái tiêu chuẩn Nhật hay tiêu chuẩn Trung Quốc cái gì đó, thì nó có tiêu chuẩn của nó, thì dài, rộng, cánh gì đó bao nhiêu. Loại thứ hai là người gọi là thép tổ hợp, là người ta đi từ thép tấm, tức là người ta mua được tấm 5 ly, 6 ly gì ấy, nó cắt ra ta hàng thành một cái chữ Y, chữ V, người ta gọi thép tổ hợp. Thép tổ hợp nó giống như là mình là quần áo mà mình đặt may, còn cái kia quần áo may sẵn là những cái Y này, những thép may áo may sẵn là thép hình. Còn thép tổ hợp là tự mình cắt ra từ thép tấm, mình hàng lại. Rồi sau đó mình phải đi sang cái phần tiếp theo. Tiếp theo là cái phần nguyên lý thiết kế. Nguyên lý thiết kế. Thì bản thân nguyên lý thiết kế này á, là hắn đi theo cái tiêu chuẩn thiết kế. Và cái tiêu chuẩn thiết kế này á, thì các em thấy là ở đâu thì sao? Nó có tiêu chuẩn Việt Nam này, 2737 này. Rồi tiêu chuẩn 2737 là tiêu chuẩn về tải trọng mà 5575 này. Của mình nè. Rồi tiêu chuẩn Hoa Kỳ, tiêu chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn Anh, tiêu chuẩn Trung Quốc, tiêu chuẩn Úc, rất nhiều tiêu chuẩn, đúng không? Nhưng mà thực tế là ở ngoài người ta làm cái tiêu chuẩn gì nhiều nhất các em biết không? Có ai làm được ngành thép biết không? Không thầy. Tiêu chuẩn ở ngoài người ta làm nhiều nhất là tiêu chuẩn Mỹ, tại vì tài liệu tiêu chuẩn Mỹ rất là nhiều. Phần mềm tất cả mọi thứ là nó hỗ trợ sẵn rất là nhiều tiêu chuẩn Mỹ. Tiêu chuẩn Việt Nam thì có một số trường hợp người ta sử dụng vậy thôi, cùng những công trình nhà nước hay là những gì á, tiêu chuẩn Việt Nam đa số thì là gì tiêu chuẩn Mỹ.
tài liệu. Còn Eurocode thì cũng có một số trường hợp người ta công ty nước ngoài đi gọi Eurocode thì dùng Anh là BS đúng không? Như Trung Quốc thì thôi không nói rồi. Tiêu chuẩn Úc, những công ty Úc thì nó dùng cái tiêu chuẩn Úc. Còn cái tiêu chuẩn Việt Nam mình thì là chính rồi. Làm công trình nhà nước thì người ta đòi hỏi tiêu chuẩn Việt Nam, mình thiết kế tiêu chuẩn Việt Nam. Mà thực tế ở ngoài phổ biến là vẫn là tiêu chuẩn Mỹ. À, Mỹ. Vậy mình đó là tiêu chuẩn gì đây? Mỹ, châu Âu đúng không? Anh này đó. À, yeah. À. Rồi cái phương pháp thiết kế này là mình phải phương pháp thiết kế này nè. Thì mình tiêu chuẩn Việt Nam mình là thiết kế tiêu chuẩn giới hạn. Giới hạn có nghĩa là mình có hai cái trạng thái giới hạn. Một trạng thái giới hạn chuyển vị về cường độ, một giới hạn về chuyển vị. Tại sao phải có trường hại giới hạn? Vì là mình cần phải biết là một kết cấu như thế nào được gọi là bền, như thế nào được gọi là không bền. Thì như thế nào được gọi là bền á, thì người ta đưa vào trạng thái giới hạn. Nếu như vượt quá giới hạn đó thì coi như là sao? Phá hủy. Có thể là nó chưa phá hủy nhưng mà được theo tiêu chuẩn nó gọi là phá hủy. À, là tiêu chuẩn về cường độ. À, cái trạng thái giới hạn thứ hai là trạng thái giới hạn chuyển vị, có nghĩa là cường độ có nghĩa nó không bị sập nhưng mà nó vỡ, nhà nó võng quá, em đi đến nhà nó rung quá, thì trong cái tiêu chuẩn ngành nó quy định cái chuyển vị độ võng như vậy không được vượt quá bao nhiêu đó để nó tạo ra hình dáng như thế nào đó, thì cái đó là quy định chứ không phải là em muốn làm con nhà thỏa mãn điều kiện bền, điều kiện về cường độ nhưng mà chuyển vị nó là chuyển vị nó võng nhiều quá cũng không được. Thì cái này là người ta phải đưa ra hai cái nguyên lý thiết kế là nó dựa hai cái trạng thái giới hạn này, giới hạn một và giới hạn hai đó, giới hạn một giới hạn hai. Thì ở đây người ta đưa ra một khái niệm nữa, nó gọi là tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính toán, đúng không? Tải trọng tiêu chuẩn là gì? Cái câu này rất nhiều người cho đến khi tốt nghiệp được nhưng cũng không trả lời được, đúng ra phải trả lời được trong cái kỹ sư. Tải trọng tiêu chuẩn là tải trọng được lấy ra từ cái tiêu chuẩn nhà nước trong một cái điều kiện bình thường. Ví dụ như là tiêu chuẩn này là ví dụ tải trọng tính toán này, tỉnh tải này, hoạt tải này, gió này, những cái tải trọng tiêu chuẩn. Ví dụ tỉnh tải là trong cái tiêu chuẩn nhà nước là ghi một khối gạch nó nặng bao nhiêu ký, một khối cát bình thường là bao nhiêu ký, thì những cái đó là người ta đo cân đo đong đếm trong điều kiện bình thường, người ta cho mình nó quy định như vậy rồi. Đúng không? Rồi sau đó là hoạt tải, nó là một mét vuông sàn nó được bao nhiêu ký, thì những cái đó là được quy định từ trong cái tiêu chuẩn ngành, người ta quy định về những cái tải đó gọi là tải tiêu chuẩn, đúng không? Tải tiêu chuẩn này á là và được dùng cho trạng thái giới hạn hai, tôi lộn, được dùng trạng thái giới hạn hai, sửa lại hai. Còn tải trọng tính toán, tải trọng tính toán là tải trọng tiêu chuẩn nhân cho hệ số vượt tải. À, hệ số vượt tải thì mình sẽ có hệ số vượt tải về tỉnh tải, hệ số vượt tải về hoạt tải, mỗi nó có nhiều hệ số vượt tải. Rồi cái tải trọng tiêu chuẩn á, tải trọng tính toán á, thì nó được dùng để tính toán về mặt cường độ, tức là khi em nhân số hệ số vượt tải em tính cái cường độ của nó. Còn đối với khi mà em tính độ võng á, thì em dùng cái tải trọng gì đó tiêu chuẩn, bởi vì cái phá hủy về mặt cường độ là nó phá hủy tức thời, do đó em vẫn nhân với hệ số vượt tải. Giống như cái khả năng chịu được của xe máy á, là 100 kg thì em phải nhân với hệ số vượt tải 120 kg, bởi vì tới cái ngưỡng đó là nó phá hủy cái rầm liền. Còn cái điều kiện độ võng thì người ta dùng cái tải trọng nó nhỏ thôi, tại vì chuyển vị cùng lắm là nó võng xuống rồi mai mốt em hâm dỡ tải lên thì nó trở về ban đầu lại. Cậu thằng kia là nó quá là nó gãy liền, do đó người ta dùng là phải tải trọng tính toán, là nhân với hệ số vượt tải để tính như vậy nó an toàn. Còn cái tiêu chuẩn thì không cần phải tính tải trọng lớn hơn, tải trọng nhỏ hơn đó. Thì khi mà cái trạng thái giới hạn một á, giới hạn cường độ nè, thì mình sẽ có một cái phương trình, một bên á là sao, một bên á là
do ngoại, cái nội lực là do ngoại lực gây ra đúng không? Một bên là khả năng của vật liệu, đúng không? Khả năng, phải khả năng của vật liệu. Nếu mà nó nhỏ hơn khả năng của vật liệu là nó thỏa. Giống như cái xe nó tải trọng 5 tấn, đúng không? Thực tế em chắc lên 4 tấn có nghĩa là ok, mà em chắc lên thành 6 tấn có nghĩa là không được, không ok, đúng không? Tức là một bên là khả năng, một bên là thực tế mà nó chịu được, nó phải chịu. Còn trạng thái chuyển vị cũng vậy, khi mà thì hắn sẽ cho cái chuyển vị cho phép. Ví dụ trong điều kiện đó thì cho chuyển vị cho phép bao nhiêu đó, là nếu mà em vượt quá số đó coi như không đạt, bỏng quá, nó phải nhỏ hơn. Phần này thì sao? Có ai hỏi gì về cái này không? Hỏi gì chúng ta? Dạ không ạ. Dạ không thầy ơi. Rồi. Bây giờ tôi đi sâu vào chút xíu nữa là kiểm tra về cái cường độ này. Kiểm tra trạng thái giới hạn 1 nè. Trạng thái giới hạn 1 này thường là người ta sẽ kiểm tra bền và ổn định. Em sẽ phân biệt được hai cái phá hủy bền, một mà phá hủy ổn định. Đúng không? Phá hủy bền mà khó hủy ổn định. Em tưởng tượng như là em có một cái cây cột đúng không? Bây giờ em nén cây cột nó xuống. Thì sao? Nếu như mà cây cột này nó mọc, nó lùn, em nén xuống. Thì sao? Cái cột nó ban đầu thì nó thẳng, sau khi chịu lực thì nó vẫn thẳng, cho đến khi phá hủy thì nó vẫn thẳng, nó xẹp xuống giống như cái lồng đèn này, xẹp xuống nổ bùm. Thì lúc nó phá hủy, cái cột nó vẫn thẳng, thì phá hủy đó được gọi là phá hủy bền. Phá hủy bền tức là trước sau khi thì cái hình dạng nó vẫn không thay đổi, trước, trong khi và sau khi thì nó vẫn bị. Thì phá hủy đó được gọi là phá hủy bền, do điều kiện bền, nghĩa là cái ứng suất ở trong cái nó vượt quá ứng suất cho phép. Nó phá hủy thứ hai là phá hủy ổn định, có nghĩa là cái cột của em ấy, nó ốm, nó cao. Khi em nén xuống, ban đầu thì nó thẳng, nhưng tới một mức nào đó thì tự nhiên nó bung ra giống như cái cung vậy đó. Và em làm thêm cú nữa thì em đè xuống cú nữa thì nó gãy. Thì lúc mà nó gãy ra thì cái cột này lúc này không còn thẳng nữa, nhưng mà nó cong thành cái cung rồi. Thì phá hủy đó thì gọi là khỏi mất ổn định. Thì ổn định ban đầu của nó là cái thẳng, bây giờ nó mất ổn định có nghĩa là nó thành cong và nó gãy, thì đó là mất ổn định. Vậy em phân biệt được cái phá hủy bền, phá hủy ổn định chưa? Được không? Về mặt hình dung á, hình dung được không? Dạ được thầy. Đúng không? Rồi. Còn cái phương trình của nó như thế nào? Phương trình về ổn định á, thì nó sẽ có ba cái thuyết bền. Nếu học sức bền, các bạn thuyết bền. Thuyết bền thứ nhất là ứng suất lớn nhất của nó phải nhỏ hơn bên này là ứng suất của vật liệu. Là thuyết bền 1. Ứng suất phát nó nhỏ hơn ứng suất phát cho phép của vật liệu, đó thuyết bền 1. Thuyết bền 2 là ứng suất tiếp của nó phải nhỏ hơn ứng suất tiếp của vật liệu. Và ứng suất tiếp của vật liệu là nó không có thí nghiệm mà nó tính từ một công thức gián tiếp, nó bằng 0.58 FI. FI là F lúc nãy, F cường độ chảy lúc nãy đó. Nhớ không? Nhớ FI lúc nãy chưa? Đây FI này, đúng không? Thì 0.58 là cái này là hắn ra FV, là khả năng chịu cắt. Thì ứng suất tiếp này nó nhỏ hơn khả năng chịu cắt của vật liệu á, thì là thuyết bền 2. Thuyết bền 3 là thuyết bền 3 là ứng suất tương đương, tức là trong cái bằng của mình á, nó vừa có ứng suất phát vừa ứng suất tiếp luôn, thì nó tính ra ứng suất tương đương. Ứng suất tương đương này nó phải nhỏ hơn ứng suất cho phép, là FI cường độ chảy, là vừa có ứng suất phát vừa ứng suất tiếp luôn, mà mình sẽ nhỏ ứng suất cho phép. Nhưng bởi vì thuyết bền 3 này người trong ngành thép người ta cảm thấy là nó dư quá, nghĩa là nó thừa bền quá, do đó người ta mới tăng cái phía bên này lên 15% nữa, là thành nhân cho 1.15. Chứ đúng về mặt lý thuyết sức bền chỗ này chỉ là số 1 và chứ không phải 1.15.
Các em biết là tại sao phải nói thì phải dùng cái từ thuyết bền không? Thuyết là cái giả thuyết đúng không? Giả thuyết giống như tiên đề vậy, là mình không có chứng minh được. Ngày xưa cách đây mấy thế kỷ á, thì người ta trong lý thuyết bền á, người ta đưa ra giả thuyết, nghĩa là người ta được ta đưa giả thuyết như thế này được gọi là bền nè. Ban đầu người ta đã đưa ra thuyết bền một, người ta thấy là như thế này là bền, nếu vượt quá cái giả thuyết này có nghĩa là nó phá hủy bản thân cái giả thuyết này, không chứng minh nó là những tiêu đề à vượt. Sau một thời gian người ta thấy rằng tại sao nó thỏa mãn thuyết bền một nhưng mà nó vẫn bị phá hủy, do đó người ta đẻ ra thuyết bền hai, là để nếu mà thể bền hai, nếu như mà nó thỏa mãn điều thuyết bền hai á, là nó vẫn nó vi phạm thuyết bền hai thì nó vẫn phá hủy, có nghĩa là nó vẫn thỏa điều kiện thuyết bền một nhưng mà nó vi phạm thuyết bền hai thì nó vẫn phá hủy, hiểu không? Thì sau đó một thời gian nữa thì người ta thấy rằng là nó thỏa mãn hai điều kiện trên nhưng mà nó vẫn bị phá hủy thì sẽ đẻ ra thuyết bền nữa, thuyết bền ba là vừa xuất phát thuyết bền tương đương. Thực ra trong lý thuyết sức bền nó có tới năm lý thuyết rồi. Những lý thuyết kia thì người ta ít dùng, thì phổ biến mình dùng ba lý thuyết này trong cái thông thế, đúng là có năm thuyết bền là. Nếu ai đó còn nhớ sức bền nó là thuyết bền thì bản thân thuyết bền là giống như tiên đề là một giả thuyết đúng không? À, như thế nào được gọi là bền, như thế nào gọi là bền. Ban đầu ta đẻ ra một, người ta thấy à có lý, mà sau đó người thấy vô lý, người ta đẻ, người ta không phủ định cái đó mà sinh ra thuyết bền nữa. Thì hiện đại ngành thép đang sử dụng ba thuyết bền này để đánh giá như thế nào được gọi là bền. Thì công thức để mà tính ba thuyết bền này là đây, sigma là bằng cái gì nè, đây là tô nè, công thức tô, công thức sigma này để biết à, để tính đây là lý thuyết, còn đây là công thức để tính là được cái cường độ đó. Sigma n chỉ cho này mở chỉ về cái được gọi là bền. Thì mình nhớ sơ về những cái thuyết bền. Một điều kiện ổn định thì sao? Ổn định thì mình sẽ có hai phần, ổn định về cái cột và ổn định của cái dầm. Thì người ta sẽ tính cái sigma chịu nén nó nhỏ hơn sigma ổn định. Sigma ổn định này là cái khả năng của vật liệu nó liên quan tới điều kiện liên kết, liên điều kiện độ mạnh tùm lum hết bên này nè. Nhưng mà nó là phép so sánh. Nhưng mà nên nhớ ở đây là sigma nén thôi nè. Tại vì sự mất ổn định nó gây ra vấn đề là do cái chuyện nén mà gây ra. Còn kéo là không bị mất ổn định. Giống như sự dây ấy, em biết không? Em kéo hoài thôi, càng ngày nó càng giãn ra cho đến khi đứt rồi. Thì em thấy trong lúc em bắt đầu kéo và sau khi kéo, sau khi đứt, cái sợi dây nó có thẳng không? Thẳng không? Ừ? Nó có thẳng không? Nó có thẳng không? Mai trả lời chưa rồi, không biết có còn nghe không nữa, không nghe tôi nói gì nữa đã. Dạ con thầy. Dạ tôi nghe thầy. Dạ có thầy. Dạ vẫn nghe thầy ơi. Em nghe nói về sợi dây không? Thì sao? Trước khi kéo, sau khi kéo và khi phá hủy, sợi dây nó có thẳng không? Dạ không thưa thầy. Hả? Dạ không có thầy. Thầy. Dạ có thầy. Có. Có nghe không không? Ừ? Khi kéo sợi dây nó có thẳng không? Kéo căng sợi dây thẳng không? Dạ có. Có thẳng. Thầy thẳng thầy. Thầy. Em kéo hoài khi đứt là nó có thẳng không? Có nghĩa là nó không bị mất ổn định. Khi chịu lực và trung suốt với định khi là, thì nó mất ổn định là ban đầu nó thẳng sau rồi sao nó cong đúng không? Nó phá hủy nó cong đúng không? Dạ. Rồi.
chuyển vị là trường hợp là mình kiểm tra cái trường hợp chuyển vị là chuyển vị đứng và chuyển vị ngang, người ta cho phép là cái chuyển vị nó bao nhiêu, thì trong quá trình làm cụ thể ra em sẽ biết đó. Ví dụ như đây nè, chắc này nó cho chuyển vị nè, đây độ võng nè, đó độ võng của các cái cấu kiện người ta, đây là cái tiêu chuẩn ngành người ta quy định đó, dòng tính dòng đồ gì đó. Đó đúng không, độ võng là L chia mấy trăm đó. Ví dụ như dầm chính của mình đi, giả sử dầm chính của mình là 4 mét thì độ võng cho phép ở đây là bao nhiêu đây, L chia 400, đơn vị bên này đơn vị mm hay chưa, L đơn vị mm hay chưa, thì dầm chính của mình là 4 mét thì độ võng cho phép là bao nhiêu, nghe tôi hỏi không? Thầy nhắc lại câu hỏi đó thầy. Dạ, chiều dài dầm chính của mình là 4 mét, đúng không? Bằng 10 thầy. Đúng rồi, tức là đơn vị mm thì 4 mét thì là 4.000, 4.000 chia 400 là bằng 10. Nghĩa độ bổng cho phép của nó giống như đòn gánh này, em đè xuống đó, thì nó bổng xuống 10 ly. Đòn gánh của em nó dài 4 mét là 4.000 đúng không? Thì độ bổng khi nó bổng xuống cho phép của nó là 10 ly. Em hiểu cái tỷ số L này chưa? Là độ bổng. Dạ rồi. Rồi những cái khác là L với bao nhiêu đó, thì tôi đưa một cái ví dụ đó để bạn biết là à, độ võng là nó tính theo đơn vị mm cho này nè, đúng không? Đó. Sài Gò là 1/150, đúng không? Có nghĩa là nếu như cái Sài Gò của em là 4 mét là 4.000 chia 150 nó sẽ là 30 mấy ly, đúng không? 26 rồi. Thì cái đợt cái Sài Gò là cái cấu thứ cấp. Cái cấu chính của mình là cái cấu dầm chính này. Trên nó dầm phụ rồi vậy, đúng không? Những cái gì mà liên quan tới thép mà nó liên quan tới đỡ tường xây này nọ thì độ bổng nó phải cao. Lý do là sao? Thép thì nó chịu được độ bổng lớn. Nhưng mà đối với bê tông thì nó lại không chịu được, nó dễ bị nứt. Do đó thì người ta phải làm cái thép cho mình nó cứng. Thép mà nó võng, mà nó đỡ một miếng bê tông, thì nó võng kiểu đó thì bê tông hay là gạch nó bẹp, nó vỡ hết. Đúng không? Đó điều kiện. Đó điều kiện đồ võng. Đó theo phương đứng, còn theo phương ngang ở đây. Theo phương ngang này, dưới cái hình này là lực gió theo phương ngang này thì cái độ lệch ngang này chia cho DH đúng không? Là 1/100. 1/100. Nếu chiều cao cột của mình ở đây là 8 mét thì cái delta cho phép là bằng bao nhiêu? Ừ? 80. Đúng rồi, 8/100 đúng không? 1/100. Đó. Một cái tiêu chuẩn phía dưới này các em coi, là chúng là chỉ được ngang. Còn bây giờ cái quy trình mà để tính toán thiết kế toàn bộ sau này mình học những quy trình tính toán này á, thì nó cái quy trình này cũng là quy trình chung của cái ngành xây dựng luôn. Không phải của ngành xây dựng mà của ngành kết cấu luôn. Là trình tự tính toán ban đầu mình phải làm gì đây? Mình phải có sơ đồ tính, đúng không ta? Một cái cấu nhà cửa gì không còn biết, mình phải sơ đồ tính. Mẫu sơ đồ tính mình có sơ đồ đúng không? Ví dụ như cái dầm, mẫu cái dầm là một cái thanh chẳng hạn, là một đoạn thẳng gì đó, là cái dạng hai đoạn thẳng nó sẽ liên kết ngàn, liên kết khớp gì gì cả sự bền không biết là, đúng không? Thì khi đó mình ra cái dạng sơ đồ, đúng không? Quy đổi những nó sơ đồ. Và trong sơ đồ đó mình sẽ có tiết diện, đúng không? Tiết diện mỗi cái thanh này là tiết diện bao nhiêu? Rồi sau đó mình cần phải tính cái gì, tính tải trọng, đặt lên cái sơ đồ nó là bao nhiêu,
sơ đồ một, với một cách mô hình hóa được cái thực tế đúng không? À, tải trọng là bao nhiêu? Từ tải trọng đó rồi mình làm sao mình có sơ đồ, có tải trọng. Làm sao nữa? Mình giải, mình dùng cơ học kết cấu để em giải nội lực, hoặc là dùng tính tay, hoặc là dùng phần mềm đúng không? Các em học sáp gì ấy. Không, sáp chưa? Học sáp chưa? Dạ chưa thì nếu chưa thì một là coi nửa dạy hay không rồi tự ra ngoài học. Chắc chắn là phải biết sáp, ETAP gì đó, những phần mềm tính toán về nội lực, thì sau khi áp dụng mình sẽ được ra được nội lực. Đúng không? Nội lực thì bây giờ mình mới làm công tác kiểm tra. Kiểm tra này, tính sigma, tính gì là toàn bộ quy trình này dựa theo thuyết bệnh này, cái này là mình kiểm tra. Đúng không? Còn nó có thỏa hay không? Nếu mà nó không thỏa những cái này là coi như là nó không bền. Còn cái việc nỗ lực là cho dù lớn hay nhỏ thì em vẫn có ra nỗ lực đúng không? Có ngoại lực, có sơ đồ sẽ sinh ra được nỗ lực. Nỗ lực này là do ngoại lực nó gây ra. Lớn nhỏ hay không mà biết. Có thể là nó sập đổ bền thì không cần biết, nhưng mà luôn luôn có giá trị đó. Còn sau đó mình kiểm tra là bản thân cái vật liệu mình có đủ khả năng chịu lực đó hay không. Đó là bài toán kiểm tra đó. Đúng không ta? Thì mình kiểm tra lại. Nếu như mà nó không thỏa thì phải làm sao? Mình một lần quay ngược lại đây lại, mình sẽ tăng tiết diện lên. Rồi mình giải lại, giải nội lực lại, sau đó kiểm tra lại. Đó, cái quy trình nó vậy đó. Còn sau đó mình phải kiểm tra chuyển vị nữa. Khi, tại vì khi mà giải nội lực á, là nó vừa ra nội lực, vừa ra chuyển vị luôn. Mình coi chuyển vị mình có đạt hay không. Chuyển vị thì kiểm tra rất là dễ, tại vì giải là con số thôi. Còn kiểm tra nội lực này mới khó, là kiểm tra sigma tùm lum những phương trình này nè, kiểm tra lại đó. Thì các em phải luôn xuyên suốt trong đầu mình là cái quy trình tính toán này vậy. Ban đầu mình có sơ đồ tải nội lực, tính toán bất kỳ cái nào cũng phải có theo sơ đồ này hết, đúng không? Còn riêng phần nội lực này á, là phải dùng phần mềm hoặc là dùng sức bền gì, tính bằng tay biết gì á, là tính được cái này. Có ai hỏi gì phần này không ta? Dạ không thầy. Không đúng không? Dạ. Rồi. Bây giờ tiếp theo mình học có phần 2 là phần liên kết. Liên kết. Thì bản thân cái phần liên kết này á, là mình sẽ có hai cái mình cần phải học. Tức là hàng. Thứ hai là gì đây? Long. Mình có hai loại liên kết hàng, liên kết bu lông. Tôi sẽ nói cái phần liên kết hàng trước. Hàng trước. Mình có liên kết, mình có hai loại liên kết hàng và liên kết bù lông. Các em có cần nghỉ một chút không? Rồi. Học sớm nghỉ sớm luôn thầy. Mình học luôn cũng được thầy. Rồi, luôn nghỉ sớm, đúng không? Rồi. Mình sẽ có liên kết hàng và liên kết bu lông. Đây.
kết hàng. Trong cái phần liên kết này á, liên kết hàng này á, cái hàng này mình sẽ có hai cái loại hàng, một cái hàng gọi là đấu đầu, thứ hai gọi là hàng gốc. Như vậy đấu đầu là dùng để làm gì? Tại sao đấu hàng gốc là gì? Như thế nào được gọi là đấu đầu, như thế nào được gọi là hàng gốc? Thì tôi sẽ gửi cho nó cái hình. Đây là mối hàng đấu đầu. Đấu đầu dùng để làm gì? Tức là miếng thép của mình á, hay là cây thép của mình á, nó thiếu chiều dài á, mình hàng nối lại thì hai cái đầu, đây là tấm thép thứ nhất, đây là hai cái đầu nó đụng nhau đúng không ta? Đầu này đụng nhau nè, mối hàng nó kêu chỗ hàng cho này. Cái này thì mối hàng này được gọi là hàng đấu đầu. Ví dụ thường dùng trong trường hợp là ví dụ như em cần có cái tấm thép dài 8 mét mà em chỉ có 6 mét thôi, thì em phải nối tấm 6 mét với tấm 2 mét chẳng hạn. Khi nối đụng đầu với nhau như vậy thì cái mối hàng này được gọi là mối hàng đấu đầu, đúng không? Thì mối đầu này khi mà gia công nó có hai loại, một loại là gọi là có bản thép, một loại là không có bản lót.
Bạn lót có nghĩa là sao? Người ta lót miếng dưới này, đây này, người ta hàng đây. Thì chất lượng của hàng chỗ này nó sẽ tốt hơn là không có bạn lót. Đó. Thì cái hình này là ở đây này. Thì ở đây có các thông số để mà tính như thế nào thông số nào về mối hàng. Thứ nhất, chiều cao mối hàng thì người ta kêu là T V kép là bằng T min. V kép là viết các cái chữ well á, tiếng Anh là chiều cao hàng là bằng T min. T min có nghĩa là sao? Nghĩa là ở đây mình có hai tấm thép, một miếng dày, một miếng mỏng. Thì T min là nghĩa là cái miếng mỏng hơn, thì chiều cao mối hàng của nó sẽ bằng chiều cao miếng thép min. Đó. Một chiều dài mối hàng nó là bằng chiều dài hàng, nó bằng với lại chiều dài L V kép là chiều dài tính toán này chưa? Chiều dài L V kép là chiều dài tính toán, còn chiều dài L là chiều dài thực tế. Đó, thực tế em hàng như vậy, nhưng mà khi mà tính toán á, là người ta lấy L trừ cho hai lần T V kép nếu như không có bạn lót. Không có bạn lót có nghĩa là không có cái miếng này nè. Tại vì cái miếng này nó tạo ra cái mặt phẳng, em hàng nó với chất lượng nó mới tốt. Không có bạn lót thì người chiều dài tính toán là nó trừ đi hai lần chiều dài. Còn nếu có bạn lót, chiều dài tính toán là bằng cái chiều dài của hàng luôn. Trong đó chiều dài của hàng là trong hợp là chiều đây đúng không? Ta. Đúng không? Em phân biệt được cái chiều dài hình học và chiều dài tính toán không? Chiều dài hình học với chiều dài thực tế đường hàng, nó hàng từ đây đến đây này. Còn chiều dài tính toán là mình trừ đi. Lý do vì sao phải trừ? Thường là mối hàng này cái chất lượng đường hàng ở hai cái đầu này nó không đạt này. Nó không đạt coi như là mình tự mình rút ngắn được chiều dài chút, mình thiên ngoài an toàn rút ngắn đi chút xíu đúng không? Hiểu chỗ này không? Ví dụ thực tế mình hàng cái đường hàng của mình là một tấc. Bây giờ là mình trừ đi hai lần chiều dài, giả sử cái chiều dài của nó là một phân đi, hai lần chiều dài là trừ hai phân. Như vậy cái chiều dài tính toán nó sẽ mỏng hơn. Còn nếu trường hợp có bạn lót thì mình lấy bằng luôn. Nhưng mà hai khái niệm đó, chiều dài tính toán và chiều dài thực tế này á, đại phân em hiểu được không? Tức là mình có bản lót là mình không có cần trừ, còn không có bản lót là mình phải trừ ra. Đúng rồi, bởi vì chất lượng đường hàng nó không đạt, đúng không? Ví dụ như em cân được 50 kg, nhưng mà khi tính toán là thiên về an toàn, em tính sai số gì em lấy 45 kg thôi, thì số 45 kg là con số đem đi tính toán, còn thực tế em là 50 kg, hiểu không? Trong trường hợp nào thì người ta lấy trường hợp đó, thì em phân biệt được cái tính toán là cái thực tế không? Dạ, dạ ok. Đúng không? Thì cái kia chất lượng đường hàng nó không đạt, do đó người ta phải trừ đi. Đúng không? Đó. Ở đấy người ta có mấy cái khái niệm là FVT, FVC và FVT này là cường độ kéo này, cường độ nén này, cường độ cắt của mối hàng. Có chữ V kép của người của mối hàng, đúng nào? Đó, cái cường độ T lại viết tắt cái chữ tension này, C là compression này, V kép là cường độ cắt. Thì bản thân cái mối hàng của mình á là nó có ba cái cường độ đó. Mà cái cường độ này á là nó lại phụ thuộc vào cái phương pháp kiểm tra chất lượng đường hàng. Thì bản thân cái phương pháp kiểm tra đường hàng này á là nó có một ngành học riêng luôn nghe chưa?
những ai mà làm ngành kéo thép thì sẽ biết có một ngành học riêng về ngành kiểm tra chất lượng mẫu hàng này, tại vì nó rất là quan trọng. Ở nước ngoài có thể qua xin học như thế nào đó là chất lượng mẫu hàng này thì có nhiều phương pháp lắm. Phương pháp bột từ nè, phương pháp siêu âm nè, phương pháp thẩm thấu nè. Thì các em sẽ xem phương pháp bột từ. Bột từ có nghĩa là chỉ chủ yếu là người ta kiểm tra bề mặt thôi. Là mẫu hàng của em có bị rỗ, bị dưng chim như thế nào đó. Còn siêu âm thứ hai là dùng máy để phát hiện bên trong. Thì nếu các em tìm hiểu sâu hơn về cái này chút xíu thì có vô mạng á, tìm coi những cái hình học về kiểm tra chất lượng mẫu hàng. Đúng không? Bột từ là sao? Là siêu âm là sao? Thẩm thấu là sao? Để coi chất lượng đường hàng. Đúng không? Thì thường là cái môn này á, thì có những trung tâm lớn người ta đào tạo. Đào tạo cái này phải có chứng chỉ này nè, để coi chất lượng mẫu hàng rất quan trọng. Đó. Thì ở đây người ta sẽ cung cấp cho mình một bản tra này. Cái bản này là quan trọng nè. Đây là mẫu hàng đố đầu. Em thấy không? Đối với hàng đố đầu thì mình sẽ có cường độ nén FC này. Thì cái cường độ của hàng nó phụ thuộc vào gì? Đấy là loại quay hàng đúng không ta? Loại quay hàng. Còn trên này là cho loại thép CT34, CT38, CT42 theo tiêu chuẩn Việt Nam này. Đây là cái loại quay hàng. Thì ứng với những loại quay hàng này, ứng với loại thép này á, thì mình sẽ có cường độ khác nhau. Nén là vậy nè. Còn kéo uống cái này nọ là dùng một phương pháp vật lý. Phương pháp vật lý là phương pháp là dùng thiết bị mà tôi nói bột từ siêu âm nữa. Đó. Còn nếu như mình kéo nhưng mà mình dùng cái phương pháp thông thường, pháp bằng mắt thường. Mắt thường cứ nghĩa là em đánh mẫu hàng sạch ra, em nhìn, em nghĩa qua nghĩa lại coi thử là nó có rổ hay nó có gì nào, em nhìn mắt thường. Thì độ tin cậy nó thấp, cho nó cái giá trị trên này nó thấp hơn, thấy không? Cùng một cái nó thấp hơn không? Bởi vì độ tin cậy của phương pháp thông thường nó khác hơn độ tin cậy này. Đó. Đây là cái khả năng chịu cắt. Như vậy cái phương pháp vật lý này nó chủ yếu để dành cho kiểm tra chịu kéo mà thôi. Mà những số này dành cho mẫu hàng đấu đầu. Cường độ. Đó. Rồi. Thì chỗ này á. Đó. Chỗ này em có thể xem cái ví dụ ở trong sách. Đây. Đây. Đây là những cái trường hợp về hàng cộng. Hàng đối đầu. Đây là công thức này. Nhà hàng đấu đầu. Đúng không? Nếu hai tấm thép của mình á, hàng đấu đầu này nè. Chịu lực kéo là T. Đúng không? Nếu chịu kéo á thì cái ứng suất của nó sẽ bằng N chia gì tích cực, đúng không ta? Nó nhỏ hơn cường độ chịu kéo, cái gamma là hệ số điều kiện làm việc thôi. Đó. Nén thì cũng giống vậy, nhưng mà so sánh với cường độ chịu nén. Còn diện tích của mẫu hàng á, là bằng chiều dài nhân cho chiều dày, đúng không? Chiều cao, đúng không? TV mình biết là cái gì rồi, đúng không? TV là bằng T min nè. Được chưa? Còn L nó sẽ bằng hai trường hợp, đúng không? Trường hợp là L trừ cho 2 TV không có bằng log, có bằng log là L gì đó, đúng không? Thì L nhân cho T thành ra diện tích. Thì công thức này các em hiểu không? Ứng suất là bằng N chia cho diện tích thôi. Đúng ta?
Có ai hỏi gì chỗ này không? 1 số 1. Dạ không thầy ạ. À, hiểu hiểu chứ hả? Nhớ là kéo thì so sánh với cường độ chữ kéo đúng không? Yeah. Tuyên cái kéo này là phải có cái phải coi là đang sử dụng phương pháp vật lý, phương pháp thông thường đúng không? Đó, tại vì hai con số này khác nhau. Người thứ hai cường độ chữ cắt. Đây, giả sử đây sử lại cái quy đường với v là em cắt thì tính ứng suất cắt là bằng n chia cho a là nhỏ hơn cái cường độ chữ cắt cái v này, thấy không? Những con số cường độ hàng là phải trao bảng đúng không? Đó. A này là diện tích cũng giống như phía trên đó. L chia cho t với kép. Đó. Nhưng mà ở đây là nó cắt, còn đây là kéo nén. Còn thứ ba là bản thân cái mối hàng này của mình đó, nó chịu được moment. Thì lúc đó mình sẽ tính là sigma chỉ uống này. M chia V kép này này. Công thức V kép là bằng T L bình chia cho 6. T này là em biết là sao rồi đúng không? T V kép này là bằng T min đó. Còn L V kép thì nó sẽ bằng L trong hai trường hợp đó. Thế chưa? Nhưng mà cái này so sánh với khả năng chịu kéo rồi chưa? Uống so sánh với khả năng chịu kéo. Yeah. Còn trường hợp này là sao? Vừa uống vừa cắt luôn thì người ta dùng ứng suất tương đương. Đây thuyết bình 3. Còn đây này thuyết bình 1 này. Thuyết bình 2 này. Thuyết bình 2, 1 này. Thuyết bình 3. Ứng suất đương là cái phần mà nói lúc nãy đó, đương này có 1,15 thế đây này, sigma là bạn m chia cho v kép, tô là bằng v chia cho a, rồi thế cũng thức được thôi. Còn trường hợp này là sao? Vừa nén vừa kéo được ba đủ ba thành phần luôn, thì riêng cái phần kéo này là bằng hai này cộng lại, đúng không? Ông cắt là như này. Nhưng các em nên nhớ rằng nếu như cái trường hợp n nén á, thì cái chỗ này vẫn là dấu cộng luôn. Tại vì nén thì kết hợp với chữ nén. Nén hay âm thì nó chỗ này vẫn là dấu cộng luôn. Chứ. Tại vì cái mô măng á, lắm, nó gây ra vùng kéo vùng nén. Thì cái này nén thì nó cộng với cái nén. Này vẫn là dấu cộng luôn. Thì cái bài toán của mình á, nó nằm cái vùng nào thì mình áp dụng cái trường hợp đó. Hay là áp dụng ba biết bền không? Còn chẳng qua là cái này kia cho ứng suất là cái sức bền để tính ra độ lực thôi đúng không? Ứng suất thôi. Năm mục này có ai hỏi gì không? Dạ không thì. Rồi. Dạ thầy, ví dụ như trong quá trình mà kiểm tra đường hàng đó thầy, là bằng phương pháp siêu âm, phương pháp mắt thường và có một phương pháp là xịt sơn kiểm tra đường hàng bằng PT. Là pháp một từ, là những phương pháp mà siêu âm đó này nọ là người ta gọi là phương pháp vật lý, nói chung là phương pháp vật lý. Dạ. Độ tin cậy, hiểu không? Nó gọi là vật lý, nghĩa là chung nhiều phương pháp đó. Chung luôn á, độ tin cậy nó cao hơn, ha? Dạ. Nhưng mà nói thì chung luôn, trong lý thuyết nói chung thì thực tế là khác. Thực tế là những mối hàng đối đầu là những công ty thép lớn là nó bắt em là phải siêu âm chứ không dùng một từ được. Một từ nó không chịu. Tại vì những mối hàng đối đầu này là nó ghê lắm. Tại vì cái chiều dài đường hàng á là em không kéo dài được. Cùng lắm á, người ta làm đường hàng người ta cắt xéo xéo như này, cũng đối đầu nhưng xéo, lúc đó chiều dài đường hàng nó sẽ tăng lên đúng không ta, hay là góc khúc hình như này này, lúc đó chiều dài đường hàng nó sẽ tăng lên, nhưng mà chất lượng của mối hàng đối đầu thường là người ta đòi hỏi cao, người ta bắt siêu âm, do đó cái chỗ này cũng là rất là mệt lắm, nhiều chỗ nó không chịu nói, mà nói là nó bắt siêu âm, mà siêu âm rất là dễ rớt, hàng rất là dễ lớn. Rớt thì làm sao? Cắt ra làm lại à? Ồ, nó phức tạp. Nhưng mà tiếng phương pháp nó nói chung là phương pháp vật lý. Đúng không?
Phương pháp thông thường này. Rồi, hỏi gì khác không? Cái hỏi gì khác không ta? Dạ không. Thì cái này thì mình sẽ coi cái phần bài tập. Cái ví dụ đọc sách nó có nè. Em coi ví dụ này. Kiểm tra đúng không? Tấm thép này được kéo chừng này. Cường độ thép CT4 ngày que hàng đầu hàng tay không bản lót, kiểm tra thông thường. Đó. Em coi ví dụ này. Đó. Hai tấm thép này bằng nhau luôn, đơn vị này là bằng 1 cm này. Mình chuyển qua đơn vị của mình là cm hết, đừng lộn xộn mm nữa. Ví dụ L này không có bản lót, mình phải trừ ra 2T đúng không? 200. Cuối cùng cái này phải bằng 23 đúng không ta? Rồi cái này là đúng trường hợp đầu tiên của mình luôn. N chia A sẽ bằng ứng suất. Đơn vị kilonewton thì mình đổi đơn vị decanewton. Bởi vì mình làm ở đây đơn vị decanewton. Kilonewton, decanewton là phải nhân cho mấy 100 đúng không ta? Thì mai số 0 nữa này. Chia ra này decanewton dưới này cm vuông. Thằng này nó sẽ nhỏ hơn cường độ chịu kéo. Chịu kéo này mà em phải tra so, chịu kéo này em phải so sánh với cái gì? Phương pháp thông thường đúng không? N42 CT34 thì có phải là 1800 không ta? Đúng không? Đúng không? Đúng rồi. 1800 thì cái này mình đo là 1800. Đó, 1800. Hệ số điều kiện làm việc người ta cho đây. Nếu người ta không cho thì mình có thể tra trong cái cuốn sách cũng tiêu chuẩn á, phần đầu nó có phần với điều kiện làm việc loại cái cấu gì thì hệ số điều kiện làm việc bao nhiêu. Giờ đây bên này có là khả năng của mối hàng, bên này là ứng suất do ngoại lực gây ra đúng không, nhỏ hơn có nghĩa là ok. Cái này thiếu bình một đúng không ta? Những cái hình này là em có cái ví dụ đơn giản nhất này là hiểu cái này chưa, tại sao phải trừ ra 2T? Bởi vì lúc ta hàng ta không có bản lót, chất lượng món hàng là nó tệ đi, ta trừ đi thì L là chỉ là tính toán, do đó cái diện tích món hàng tính toán. Ví dụ này có gì hiểu khó hiểu không? Còn cái V này chẳng qua đây là cái cấu tạo lúc mà ta gia công thôi, khi mình làm toán mình không cần quan tâm đến cái này, hiểu không? Đó, khi mà những ai mà đi làm gia công thì rõ ràng khi hàng đấu đầu là người ta phải cắt vát này, người ta đỡ cái khe này 2 ly này, chưa? Khe này 2 ly người ta hàng giống xì trong cái cục nhỏ như vậy thì thử nó mới đạt. Còn này, em để sát vô rồi thử nó không đạt, hàng nó không đạt, thử siêu âm nó không đạt. Đó. Cấu tạo vậy hàng đầy đặn như em xì ở chỗ này thì không đạt. Cái này có ai hỏi gì không ta? Mọi dạ không có gì à? Dạ không à. Rồi, cái này. Này khác mà trước là hai cái gì vậy khác nhau? Một cái là một ly, một cái là bao nhiêu? Một ly 6. Bề rộng bằng 20 ly hết đúng không? Không có bản lót, mất người ta thông thường này. Thôi. Có bản lót thì cái B chiều dài nó vẫn là 20cm thôi. Người ta nói là khả năng. Khả năng cái này là không phải bài toán kiểm tra, tính khả năng là tính cái phía bên tay phải á. Công thức là vậy nè. Tính khả năng là tính phía bên tay này nè. Đúng không ta? Khả năng thì mình thế cái, các bạn thấy là thế N với A nhỏ hơn này. Cuối cùng mình chuyển vế qua này mình có được N đúng không ta? Em hiểu ý như nào? N chia A nè, sigma là chỗ này N chia A chia cái này. Mình đẩy cái A về ghép qua phía bên này. Cuối cùng là N nhỏ hơn cái này đúng không ta? Thì mình cho bằng dấu bằng, tức là cái giá trị lớn nhất của nó. Hiểu không? Dạ hiểu. N chia A thì chuyển qua phía này, mình chuyển vế đúng không? A quăng lên đây này, đúng không ta? A nhỏ hơn bằng, như vậy khả năng, tức là bằng thì nó bằng luôn, là giá trị lớn nhất. Thì công thức của nó vậy. Các bạn thấy nó quăng qua bên này thì cái A bị ghép từ bên này quăng qua này chuyển quế vào thành dấu nhân này đúng không?
thấy rất nhiều. Cái kép này phương pháp kiểm tra thông thường này, ngành 8 này, này này, đó, thấy được. Rồi xong, dưới này là điều kiện cấu tạo gia công, đúng không? Chỗ này mua hàng thôi, chiều dài mua hàng, hình 3D. Này, hiểu không? Đây hôm nay thì hôm nào đấy cũng cái này không có hình đúng không, không có hình nhưng mà thực sự là nó cũng giống như vậy cái này thôi, nhưng có đứa vừa có mô băng vừa có mô cắt nè, có mô băng em phải đổi ra đơn vị đề ca newton cm đấy chứ, đề ca newton là nhân cho 100 cm nhân 100 nữa thành nhân cho 10^4 đúng không, cái này mà đổi thành đề ca newton cm thời gian thì 10^4 nè, đúng không? Đó không bằng lót như trang gì đó, không bằng lót phải trừ nè, chỗ này mình tính ứng suất tương đương rồi. Đó, nhớ không? Chỗ này thành 10, thêm 10^4 này, 15 thêm 10^4 này là 4^0 này. Ghi cho V kép. V kép là công thức là gì ở dưới này nè. Tức là người ta ghi này trước rồi giải thích sao? Nhớ không? V kép chứ A. Đó. Thấy bài này cái phần này có gì không? Chẳng qua là nó thêm cái ngoài cái nó có ở đây lực nén là bây giờ có mô măng có lực cắt luôn. Mô măng thì nó dùng công thức này là cho sigma, lực cắt thì dùng công thức này. Công thức này V kép là gì đây, A là gì đây, có sẵn hết luôn. Thế công thức chưa thôi. Vế bên này là cái thằng này là mình coi nó là gì đó phương pháp thông thường hoặc gì đó, phương pháp thông thường đến ngày 8. Đúng không ta? 8. 8 này. Thế vô là đủ. Thế cái phần này có ai hỏi không? You are currently the only person in this conference.
Rồi thì thôi chừng đó thôi. Em có hỏi gì nữa không? Dạ không thầy ạ. Rồi không thì các em nghỉ sớm. Dạ dạ rồi em rồi, chào thầy. Rồi các em về coi cái ví dụ này đúng không? Rồi có gì bữa sau hỏi, bữa sau mình tiếp tục. Dạ, dạ vâng ạ. Nha. Dạ dạ chào thầy ạ. Dạ em chào thầy. Dạ chào thầy ạ. Rồi chào các em.